Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 4 căn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với ngõ thông đường rộng 3m, ô tô tải đi qua nhà mọi người nha. Dự án 4 căn này thì đã 2 căn có chủ sở hữu rồi, còn lại 2 căn ở phía mặt ngoài đây Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng với cái thông số như sau: hướng nhà là hướng đông bắc, diện tích nhà là 36m2, mặt tiền của ngôi nhà là 3m3, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và đặc biệt căn nhà này mặt ngõ thông giá rất là hợp lý, 1,7 tỷ đồng thôi thưa quý vị. Với cái căn nhà này thì chỉ từ 700 triệu đồng tiền mặt, quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà đầy đủ công năng sử dụng như thế này, đầy đủ tiện ích, tiện nghi xung quanh vị trí ngôi nhà. Vị trí ngôi nhà này thì rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa, cách với lại bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 3,5 km, cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn 3,5 km, cách với lại công viên âm nhạc Đô Nghĩa khoảng tầm 2 km, rất là gần, rất là thuận lợi đi lại. Mời mọi người theo em cụ thể vào vị trí của ngôi nhà. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy và quan sát, chủ đầu tư toàn bộ sơn màu trắng. Ở phía phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phía tầng 1 của ngôi nhà. Với ngôi nhà thiết kế theo kiểu hiện đại thì tầng 1 của ngôi nhà là phần để xe, toàn bộ gạch lát nền kích thước 60-60 granite, hệ thống điện lực Hà Nội và nước sạch quận Hà Đông đều đã được lắp đặt hồ sơ đầy đủ, mọi người chỉ có việc về và sử dụng thôi mọi người nha. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Và màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là sơn màu trắng. Với cái những căn nhà này thì là chủ đầu tư thiết kế tường riêng, móng riêng, cột riêng mọi người nha. Sổ đỏ riêng biệt từng căn, giấy phép xây dựng riêng biệt từng căn, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm ạ. Và cái giá thì vô cùng rẻ với vị trí căn nhà này, 1 tỷ 7. Ngoài ra bên Ngọc Ánh có một số căn nhà giá rất hợp lý từ 1 tỷ 320 triệu đồng cùng khu vực, hoặc là có thể nhỉnh hơn. Quý khách hàng vui lòng nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh nha. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế một phòng bếp và một phòng vệ sinh nữa, thì đây chính là cái căn gian phòng bếp của ngôi nhà, thiết kế rất là rộng. Với cái căn nhà này và tại hiện trạng này thì là đang còn một chút xíu nữa về phần dọn dẹp vệ sinh là quý khách hàng có thể dọn đồ về và ở rồi. Phần tủ bếp của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn thấy thiết kế là gỗ MDF. Toàn bộ phần phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ về chậu rửa cũng như là vòi rửa chất liệu inox 304. Mặt bếp là ốp đá granite màu đen, xung quanh bếp là ốp gạch 30-60. Dễ dàng lau dọn vệ sinh dành cho các bà nội trợ. Và ở đây chính là phần để tủ lạnh riêng mọi người ạ. Đây, rất là gọn gàng, ổ cắm. Phần để tủ lạnh riêng biệt với gian phòng bếp này cũng khá là rộng mọi người ơi. Và tầng 1 của ngôi nhà còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì là đầy đủ về bồn cầu, lavabo, đèn, hệ thống đèn cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, đây mọi người có thể nhìn thấy. Hệ thống tay vịn cầu thang được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ, thiết kế là phòng khách ở phía trên tầng 2 và có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà. Đây, như mọi người có thể quan sát về trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Và đặc biệt phòng khách của ngôi nhà từ phía tầng 2, ở đây có một cái giếng trời thoáng thông thẳng lên trên phía tầng 4 nha mọi người. Rất là thoáng. Cái ô này để lấy toàn bộ hút gió từ phía trên tầng 4 xuống phía các tầng 2, 3 mọi người ạ. Và ở phía phòng khách đây có một vách gỗ CNC, đồng thời là có một cái tủ kệ nhỏ nhỏ để trang trí cũng như ngăn cách giữa phía cầu thang và phía phòng khách mọi người ơi. Với phía phòng khách này thì rộng khoảng tầm 9m2, vuông vắn, mọi người có thể dễ dàng kê đồ đạc, bộ sofa hoặc là tivi, bàn ghế, rất là thoải mái, rất là tiện lợi. Hành lang đi vào phòng ngủ cũng rất là rộng nha mọi người.
Đây chính là phía căn phòng ngủ trên phía tầng 2. Phía căn phòng ngủ này thì có cửa thông thoáng ra bên ngoài mặt ngõ, có ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa, và cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Phần phòng ngủ này thì rộng hơn ở phía bên trong mọi người ạ. Phòng ngủ này thì rơi khoảng tầm 10 m². Gạch thì được lát đồng bộ là gạch 60-60 từ tầng 1 cho tới lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Cửa thông phòng toàn bộ của các phòng ngủ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây. Đó. Với cái giá chào bán 1,7 tỷ đồng này rất là hợp lý cho một ngôi nhà mặt ngõ, đặc biệt là ngõ thông nha quý vị. Tầng 2 của ngôi nhà còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu, lavabo, sen tắm, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Tầng 2 thiết kế là phòng khách và phòng ngủ. Vậy thì trên tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em. Với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây chính là căn phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3. Có cửa sổ ở đấy, lấy ra cái chỗ giếng trời mà Ngọc Ánh vừa chỉ ở phía tầng 2 đây mọi người. Đó. Đầy đủ ống chờ, dây chờ điều hòa và áp chờ điều hòa. Với cái căn nhà này thì chỉ cần dọn qua một chút vệ sinh nữa là có thể chuyển ngay đồ về và ở được nha. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo. Như vậy ở phía tầng phòng ngủ tầng 3 của ngôi nhà, lên tới phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. 3 phòng ngủ rộng rãi, vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ đạc nha. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa, với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 700 triệu tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu căn nhà này, và phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình cho vay trong vòng tối đa 25 năm và tối thiểu là 3 năm nha quý vị. Mời mọi người theo em lên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ, một sân phơi và một khu vực để máy giặt riêng biệt. Riêng tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư có thiết kế một ô thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống tới khu vực cầu thang 4 tầng. Đây chính là cái phần để máy giặt riêng biệt đây mọi người ạ, đây. Vòi chờ cũng như là thoát sàn đầy đủ. Tiếp theo đây là phía phòng thờ. Rất là thoáng ạ, phòng thờ riêng biệt của ngôi nhà. Quý khách hàng nào mà muốn mục đích sử dụng cái căn phòng này làm căn phòng ngủ hoặc phòng làm việc thì đấy là tùy ý của mọi người. Còn nếu như tính cả căn phòng này thì ngôi nhà này có 4 phòng riêng biệt nha. Và phần cuối cùng của tầng 4 đó chính là phía sân phơi, rất là rộng nha mọi người. Đây chính là sân phơi vô cùng thoáng của ngôi nhà này. Đây như mọi người có thể nhìn thấy, phần sân phơi thì được lát gạch, một loại gạch riêng. Đó. Rất là rộng. Và đây chính là cái ô thoáng mà Ngọc Ánh chia sẻ ở phía tầng 2, 3 đây. Mọi người có thể nhìn thấy đấy. Ô thoáng này này lấy ánh sáng xuống khu vực tầng 2 cũng như là lấy cái khí trời thoáng. Bởi vì ở phía trong tầng 2 là không có cửa sổ cho nên chủ đầu tư cố tình thiết kế cái chi tiết này nha mọi người. Quý vị xem tới cái giây phút này rồi mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này, khu vực khác, tầm giá khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.